chị bên chiều hồi quân ba đi bên Tân Yên đi Romi. Ông lên xe là chú điện thoại là Mai Dung Bê này. Chiếc xe của người Việt Nam. Đây chuẩn bị lên dốc này anh em. Anh em xem nhé. Trước là đâm mì á, đâm mì cò quá cò luôn. Kìa, tốc trên đồi kia mấy anh em đang nhiều mì. Chết chim ơi, nếu là đun là địa bóc là địa đun mẹ. Nếu tôi có năn mày là nhiều cô nhiều tình vun là nà thì cái tun đây là hả cái tun cái nương ta cái tun liệu nà cơm nào vui thì à. Như tra lại chủ. Chà, chủ. Chủ đây là trong qua mai lên trong. Rồi, chuẩn bị đi về nha anh em.
Đây đang xung dốc nha anh em. Đang xung dốc đấy. Dốc rất là cao này. Hả? Người lấy xe là bao nhiêu nữa, trong đường mi trong xe là 20 tấn á anh em ơi. Đây dốc đây nha, này dốc này, đây